Hôm nay là 4 tây tháng 3, tôi lại tiếp tục vào trong rừng ngập mặn để phóng sanh, hồi hướng công đức cho 18 vị mạnh thường quân ủng hộ cái chương trình giải cứu cá biển ở trong rừng. Đây là những loài sinh vật trong tự nhiên đang bị gặp nạn mỗi ngày trong cái biển khổ này. Vừa là nước ô nhiễm, vừa là bị con người đánh bắt sát hại, chưa từng có ai cứu. Hôm nay đủ duyên lành, chư thiên, quỷ thần, giao phó, các vị Phật, Bồ Tát, Chúa Trời muốn tiêu ở trong cái khu rừng này để tạo một cái hy vọng cho tất cả thoát khỏi biến đổi khí hậu và những điều tồi tệ sắp diễn ra khi khu rừng này không được bảo vệ và biến mất. Thì có 18 vị mạnh thường quân ủng hộ, nay xin hồi hướng công đức hết cho 18 vị mạnh thường quân ấy. Đấy, sát hại thì nhiều nhưng chỉ có em cứu, chưa từng ai ủng hộ. Trong hàng tỷ người, chỉ có 18 người. Xin chào. Đi trong rừng ngập mặn rất hao mòn thân thể, dài dép. Hai con cua 6.000 luôn. Cô chú bữa nay có bắt được con gì lạ lạ độc đẹp không chú? Con áo tím đó hả? Con nó thả xuống nước bơi được không? Cố gắng phóng sanh để mốt tạo được động lực, còn ủng hộ thêm các gia đình cô chú khác nữa. Cảm ơn mọi người. Có con gì vậy anh? Qua tham quan nhà này coi có con gì không. Mực hả? Mực bữa nay giá nhiêu giờ cô chú? Mực 300 hả? Là bán con gieo duyên 1 ký đi. Bán con gieo duyên 1 ký mực đi. Có căn đâu căn, có tay nó lại trong nước bò ai cũng làm. Vậy hả? Chứ giờ đâu bán mày được. Vậy hả? Có căn đâu căn. Không có cân hả? Phải cân nữa mới bán hả? Ước chừng không được hả? Vậy biết sao nhắm chừng được. Làm nhiều năm rồi, kinh nghiệm, ước. Dạ, không, tại mua bên này rồi, mua bên cô chú gieo duyên vậy thôi. Bán không, bán không? Để đây luôn hả? Sao biết nhiều bán lắm? Mẹ có biết bao nhiêu đầu bán này. Ủa, chứ cô còn không biết bao nhiêu con là 1 ký hả? Ờ thì tầm 16 con 1 ký thì đưa con 16 con. Ừ. Tôi nhớ mua một tuần mang ở đây nó lủng hết trơn luôn. Vậy mà cái chân chưa lủng. Ghê thiệt. Nhớ lủng rồi chân nhớ lủng. À, mua 16 1 ký đó để tặng sinh nhật em con.
leo lên đi, con kia đứng ở đó luôn. Có nhiều. Rồi leo lên được chưa? 2 kg không? Chỉ 7 kg 8 đủ rồi. Rồi. Chú bắt gần 2 kg hả chú? Cỡ ký 8 hả? Là nhiêu tiền chú? Thì 300. Có con rơm có tôm trong đây. Lấy tôm ra. 1 kg 8 thì tính ra nhiêu tiền? Lấy hết luôn hả? Ai biết nó. Lấy luôn đi. Cái đồ để mình che cái lỗ luôn á. Lấy hết 300 thì được. Lấy hết 300 thì được. Không thoải mái. Hiện nay không có mày cũng trả giá nữa. Rồi cái lỗ sao đây? Cho nó mượn luôn đi. Mà chưa bán không hết nhiêu đây nhiêu cũng được. Thì đó. 300 nữa. 300, 600 trừ ra 2 lạng 540. Rồi 540 lấy 500 đi. Dạ, 540 đúng không? Cũng như thua anh. Con chó nó mới kìa. Để hồi con làm. Đây đây. Đây đây được không? Để chạy. Rồi rồi rồi, phóng xanh đi. Nè, mày đánh vô. Mày phóng xanh hả? Không. Để đó hồi phóng xanh giờ phóng xanh nha, cá trước đi con. Lát cầm về cho nó xong cái kìa. Để cái đó hồi phóng xanh sao? Trời ơi, mới xong cái kìa, cáo bên kia kìa. À gì hả? Lại về đừng gì vậy tí. Cúng với mấy con cầm cho phóng xanh. Bây giờ cô chú về à? Để à rồi tạm biệt tạm biệt. Cái rổ lát bỏ vô cái kìa máy trong kia kìa. Dạ rồi, dạ rồi, tạm biệt. Gì? 540 hả? Ừ. Ok. Mất cái rổ thành 700. Trời ơi. Nước nó chảy nè. Nước nó chảy dữ lắm. Em phải trâu em phải bơi. Phóng xanh cá trong đường ngập mặn là như vậy. Quý vị muốn đi đông có thầy tới làm lễ cũng không có được. Hôm nay em sẽ phóng xanh số tôm cá này cho các mạnh thường quân ủng hộ. Đây em leo lên, nước đang cuốn em. Chung chung 18 vị mạnh thường quân ủng hộ thì quý vị đang ủng hộ em thì em có thông báo trên website mỗi ngày. Tiền mỗi ngày em trừ quý vị 10.000, 10.000 quý vị nhớ coi. Giờ kể tên em nhớ cả không nổi đâu. Chúng sinh quy y Phật không đọa địa ngục, chúng sinh quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, chúng sinh quy y Tăng không đọa súc sanh. Hôm nay đủ duyên lành, tôi đi vô rừng ngập mặn phóng sanh giải cứu các loài sinh vật biển, hồi hướng công đức cho quý vị mạnh thường quân đang ủng hộ. Người sát hại thì nhiều, người cứu thì chẳng bao nhiêu, người không cứu thì khuyên đừng có cứu. Bởi vì càng cứu người ta sẽ càng bắt, nhưng mà mình không cứu thì người ta vẫn càng ăn và chợ vẫn bán. Thế nên không ủng hộ thì các loài vật trong tự nhiên biến mất, còn các loài sinh vật nuôi nhốt thì cứ thả ra sông ra biển miết. À không, thả ra sông. Như cá trê, cá rô, cá lóc, các loài sinh vật nuôi nhốt thả mỗi ngày, nhưng những con ngoài biển thì không có được ai cứu nó cả. Chỉ có mình em đang trong rừng ngập mặn đang cứu tụi nó đây, bởi vì cứu tụi nó rất là khó. Ai mà xách mấy cái này ra chợ rồi đem về thả ra sông ra biển? Không có ai trên cái thế giới này. Chỉ có mình em và những con chó của em và những loài thú hoang dã đang theo em, như rái cá chẳng hạn. Ok.
Chúng ta đang làm một việc mà chưa từng có ai trên thế giới này làm, để mang yêu thương thật sự và cuộc sống hòa hợp đến với thiên nhiên, động vật, và trả lại những gì mà thiên nhiên thuộc về thiên nhiên. Rồi, chúng sanh quy y Phật rồi, chúng sanh quy y Pháp rồi, chúng sanh quy y Tăng rồi, tiêu trừ nghiệp chướng khổ. Nay tôi đưa quý vị trở lại môi trường này. Dù có sống thì tiếp tục làm cái vai trò trong tự nhiên, còn nếu mà chết á thì đừng oán hận mà đổi thân thể mới tốt đẹp hơn nha. Rồi, hôm nay đủ duyên cứu được quý vị, không biết lần sau có thể cứu được hay không. Trong phạm vi 2 cây số, những con gì bị tuôn bắt thì có cơ hội được thả. Nhưng ở đây có tới còn một ngư dân khác nữa. Quý vị sống ở đây thì cơ hội quý vị sống sót rất là cao. Có bị bắt lại thì tôi cũng cứu được. Còn đi ra những nơi khác thì tôi đang trồng rừng cho quý vị. Rừng còn thì quý vị có thể trốn được. Rừng dày đặc phát triển thì quý vị có thể theo rừng mà đi ra biển. Còn nếu không còn rừng thì quý vị cũng sẽ bị giết hại. Đó là lý do tôi sẽ cố gắng để trồng rừng để giúp quý vị. Còn lại quý vị phải cố gắng mà sống nha. Rồi, xin phóng sanh.